Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Chúng tôi đang ở đây là trên cái con hẻm 126 đường Trần Phú, thành phố Vũng Tàu. Đây là núi lớn đây quý vị nhé. Chạy thẳng nhìn thẳng xuống dưới này là biển đây quý vị này. Đây biển đây. Đấy, ngoài kia là tàu đó. Nhưng mà đang lắng quá nên khó nhìn thấy tàu đó quý vị nhé. Đấy. Đấy, nhìn thấy biển luôn. Đấy, chạy thẳng xuống dưới này là hẻm là cách cái mặt tiền đường Trần Phú nó khoảng 200 m. Đây là cái tòa nhà của bên dầu khí. Đấy, còn check qua đây ấy, là cái căn hộ Thủy Tiên. À, đấy, Thủy Tiên. Còn đi check về phía bên này là đi về cái chỗ Đức Mẹ Bãi Dâu đấy, tượng Đức Mẹ Bãi Dâu rồi chùa Tàu á. Thì trong cái video này tôi muốn giới thiệu cho quý vị biết một cái lô đất ở trên cái hẻm này. Có diện tích nó là 786 m² với 230 m đất ở rồi ha. Thì đất nó ở phía trong kia. Đây gọi là cái lối đi vào đi, cái cổng đi. Nhưng mà nó là trên sổ đó quý vị nhé. Tức là đất của mình nó sẽ là mặt của hẻm này. Nhưng mặt hẻm bên này thì coi như là cái lối cổng vào đi cho nó dễ. Đây, chúng ta cùng đi vào tham quan tí. Trời thì nó hơi nắng nên là quay video có thể quý vị khó nhìn được. Đấy, 786 m. Cái nối này thì chắc nó khoảng hơn 4 m. Đi nói chung ô tô 7 chỗ vào trong nhà, trong đất bình thường. Thì riêng cái nối này nó khoảng hết hơn 100 m này. 100 m. Thì cái diện tích đất để làm cái biệt thự sân vườn ở đây thì nó khoảng cỡ 600 m ha. Hơn 600 m. Tha hồ làm luôn. Đây quý vị nhá. Đấy, trên đất nó có một cái cây xoài. Đây, đất đây. Đất của mình đây. Giá đang chào bán cho cái lô đất này nó là 33 tỷ quý vị nhé. 33 tỷ còn thương lượng cho 786 m. Và cái này thì giờ làm không nhìn thấy biển đâu. Nó khó nhìn thấy biển lắm. Vì cái phía trước người ta xây hơi cao rồi. Phải xây cao được như kia thì sẽ nhìn thấy biển quý vị nhá. Nói chung là xây chệt 2 lầu lên thì nhìn thấy biển được. Ok. Đó, quý vị có thể làm cái nhà xây như này là nhìn thấy biển này. Đó. Đấy. Không gian chỗ khu vực này thì quá đẹp luôn. Rất là mát mẻ. Gần biển, gần núi. Cực kỳ tốt luôn. Ở không khí rất là trong lành. Tuyệt vời. Đó. Vậy thì sơ bộ cho quý vị biết một cái lô đất ở đây như vậy. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi đưa lên nhé.